Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Linh Lăng Food and Horror trong chương trình Kể Chuyện Ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì hôm nay, theo yêu cầu của các bạn, thì Tân sẽ bắt đầu kể lại câu chuyện Duyên Thị Pháp. Thì trong thời gian này, Tân sẽ kể giáp dòng vừa Thuận Kiều, vừa câu chuyện Linh Thú và vừa Duyên Thị Pháp và những cái câu chuyện mà nó liên quan đến tâm linh để cho những người fan mới khi mà mới vào coi thì họ có thể nghe được và hiểu được là trong kênh của mình là có những cái series chuyện gì mà làm cho họ hay các bạn thích thú ủng hộ Tân trong thời gian vừa qua. Thì nói về Duyên Thị Pháp á, thì Tân đang trông đợi vào sức khỏe của bác. Tại vì các bạn á, phải hiểu là bác là người lớn tuổi, bác không phải là người trẻ, và hiện tại á, là rất là nhiều khu đang bị phong tỏa. Cái chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện, hít thở không nó cũng khó, chứ đừng nói gì gửi chuyện. Cho nên bản thân Tân và bác rất khó trao đổi trong cái thời gian này. Thì Tân cố gắng để mà Tân có giữ lại một số những câu chuyện. Nhưng mà để nghe và hiểu nó thì các bạn phải cho Tân một cái thời gian. Tại vì Tân không phải là thầy Pháp, cho nên Tân sẽ không có hiểu những từ ngữ, thuật ngữ của người thầy Pháp. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một cái câu chuyện của Duyên Thầy Pháp mà bác gửi đến cho chúng ta. Cái quá trình hành nghề thầy Pháp của bác lúc bấy giờ đó, nó rơi vào cái giai đoạn gọi là chín mùi. Chín mùi có nghĩa là người ta đã công nhận bác trên mọi cái địa hình, mọi chiến trường, và những cái người thầy Pháp ở các cái môn phái khác người ta cũng có sự tôn trọng nhất định. Tại vì bác là người theo chánh phái, cho nên mình nói những môn phái khác là những môn chánh phái khác, chứ không phải là tà phái. Tà phái thì họ không công nhận ai ngoài họ. Còn chánh phái là có sự trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Thì vào cái thời điểm này các bạn, bác được một cái người ở xa, mà người này ở Đồng Nai, thì người này mới tới cái nhà của bác qua cái tiếng tâm của bác được giới thiệu qua nhiều người mà được bác giúp đỡ. Thì khi tới đây họ mới nói rằng là có một cái căn nhà. Căn nhà này là của gia chủ của họ, có nghĩa là chủ nhân của họ là người đã mua lại căn nhà này. Và trong căn nhà này được đồn là có hồn ma một người quá phụ. Và hồn ma này vô cùng hung dữ. Rất là nhiều người tới đây cúng kiến mời đi mà không được. Nhưng mà bây giờ của cải tài sản thì đã mua rồi. Bán đi thì hại người khác. Cho nên là quyết định lên đây một phen để mời bác xuống để mà trừ. Còn không là thỉnh cái con ma nữ đó đi giùm. Thì nghe qua cái sự việc đó thì bác giúp. Tại vì cái người này có tâm. Tại vì người này không bán lại nhà cho người khác. Một đó là thà bỏ. Hai á, là đem người thầy Pháp về để mà trừ cho bằng được, chứ không bán lại nhà cho người ta. Thì các bạn biết là khi bác lên đường khăn gói đi thì bác cũng có dẫn theo hai người thầy Pháp khác là người Hoa, sẵn qua là để thứ nhất là trợ giúp, thứ hai nữa là học hỏi kinh nghiệm của nhau. Người Hoa, những người thầy Pháp người Hoa cũng rất hay chứ không phải đơn giản. Mà người thầy Pháp người Hoa đó, họ có một đặc điểm nữa là họ có cung phu. Có nghĩa là cái thân thể của họ đánh võ rất là giỏi. Họ rất là nhanh nhẹn. Đó, cho nên là dẫn theo để học hỏi. Thì khi mà về tới đó hỏi thăm người này người kia thì bác mới biết ra một cái sự thật rất là bàng hoàng. Cái sự thật đó là căn nhà đó không phải là cái người gia chủ đó mua. Rồi trong nhà có ma cho nên mới mời thầy về để trừ khử. Mà căn nhà đó là căn nhà tổ của người gia chủ đó luôn. Có nghĩa là trước đây người gia chủ đó đã từng sống ở đây rất nhiều đời. Sau đó là cái người chủ đó mới đi mua một căn nhà khác để ở. Là vì căn nhà này đã xuất hiện một cái hồn ma quá phụ. Hai sự việc đó khác nhau. Nếu như mà mình đi mua nhà, trong nhà có ma là chuyện khác. Còn đằng này đó là nhà của mình. Mình sống bao nhiêu đời, từ đời ông bà tổ tiên, mà tự nhiên đến đời mình mà có quỷ có ma là do mình, chứ không phải là do căn nhà đó tự nhiên mình đã có ma được.
Thì lúc này bác mới kêu cái người chủ đó nói thiệt. Thì người chủ đó là một cái người đã lớn tuổi rồi. Đã lớn tuổi rồi. Thì ông này là một cái người rất là giàu. Ông không phải chỉ có một căn nhà. Mà ông có rất nhiều căn nhà đất đai ở cái khu vực đó. Do ông làm ăn đó là phát triển, kinh tế rất là phát triển. Nhưng mà cái vận đường vợ và con cái của ông là hoàn toàn là bị không có. Khi mà dò hỏi á, thì bác nói chuyện với ổng, ổng nói rằng là thực sự nhà đó là nhà thờ tổ. Và ổng yêu một người phụ nữ. Người phụ nữ đó, đó là một người rất là đẹp ở trong vùng thời đó. Thì khi hai người yêu nhau là đồng thuận về lấy nhau. Thì khi về lấy nhau đó, thì người vợ đó, đó là hết mực là không có yêu thương. Người ta tưởng hết mực yêu thương đúng không? Là hết mực không có yêu thương. Mà là suốt ngày cứ dòm ngó cái tài sản của ổng. Thì ổng mới nghĩ là cái nghĩa vợ chồng, cho nên là ổng không có tiếc tiền của. Thì ổng lúc này ổng mới suy nghĩ là thôi để có một đứa con. Mặc dù cái người và cái người mà là quỷ trong nhà, bà hóa phụ đó, lúc đầu là bà không muốn có con vì bà muốn chiếm hết cái gia tài này cái đã. Nhưng mà ổng làm đủ thứ sau đó để có đứa con. Và ổng hứa rằng là sẽ đưa lại một nửa gia tài của gia tộc ổng cho bà này. Thì khi mà hai người có nhau một đứa con á, thì cái ngày sinh con ra nó khó. Nó khó, thì đó là chuyện mà xui rủi, không có ai biết tới được. Thì sinh ra khó thì đứa con thì còn sống, mà cái bà đó thì chết đi. Nhưng mà do bà chết mà bà vẫn còn tham cái của, cho nên bà là thành quỷ. Bà không đầu thai bà thành quỷ, để mà bà ám cả cái căn nhà đó. Bà muốn chiếm cả cái căn nhà đó, làm gia tài dù đã chết. Đó, thì ổng một mình ổng phải gầy dựng mua nơi khác để ở, gầy dựng và nuôi cái đứa bé đó khôn lớn thành người. Thì đến khi đứa bé nó 18 tuổi nó cũng chết. Và nó mới chết và mới chôn được có 3-4 tháng thôi. Mới chôn được 3-4 tháng thôi. Thì ổng mới muốn đưa cái linh vị, cái người con đó vào trong cái nhà thờ đổ đó để mà thờ. Thì cái ngày mà đem vô thờ đó, thì tối hôm đó là tất cả những di ảnh của tổ tiên, hình ảnh của người con mới vừa mất là bị rớt xuống dưới hết. Là cái hồn ma nó tán bể cái bàn thờ hết. Nó không có cho để di ảnh đứa con đó lên. Thì ổng nói là tổ tiên ổng có một cái thông lệ, mà dù đi đâu bất cứ nơi nào, nhưng mà lỡ mất ở đâu á, phải đem di ảnh về để lên bàn thờ tổ chung. Thì con cháu đời sau mới được phù hộ, mới được công nhận, mới được siêu thoát. Mà bây giờ nếu như không cho để, thì làm sao mà con ổng siêu thoát được? Mà con là con chung của ổng với cái hồn ma đó, lúc mà bà còn sống. Vậy mà bà không nghĩ tình mẹ con, mà bà phá. Sự thật là như vậy, nhưng mà do ông này ổng sợ mất mặt với lại người khác, cho nên ổng mới nhờ người nói dối là ổng mua căn nhà có quỷ, nhờ thầy Pháp về trừ. Nhưng mà khi bác về bác xem sơ cái hiện tượng rồi này nọ đó, thì bác biết rằng cái sự thật nó không phải như vậy. Mà căn nhà là nhà thờ tổ của ông đại gia này, của ông gia chủ này. Thì trước cái tình hình đó thì bác nghe như vậy, bác mới vô mới lập đàn cùng với hai người sư phụ kia. Thì hai người sư phụ kia họ mới nói rằng là đó, cái đàn này không thể nào mà gài bẫy được. Tại vì đây không phải là rừng hoang nước độc, đây lại là nhà của nó. Nó ở đây đã lâu rồi, cho nên là không thể gài bẫy. Chỉ có thể mở cửa để cho quan binh thiên tướng ta tới để ta bắt thôi. Cho nên là ba đứa mình á là cùng nhau hiệp lực để mở cái cửa cho âm binh tới. Tại vì các bạn biết á, âm binh ở bất cứ nơi nào trong vùng đều có. Nhưng mà có những âm binh người ta không có duyệt binh hàng đêm như mình nhìn thấy, người ta gọi là âm binh. Nhưng mà có những âm binh người ta đi phò tá cho một cái đình, cái miễu nào đó. Thì những người thầy Pháp vẫn có thể xin cái người mà đang coi đình, coi miễu mà cái tượng thần đó đó, cho xin một ít âm binh để mà giúp trừ trừ cái con quỷ này. Thì phải mở cái cửa âm binh ra. Thì bác cùng với hai người thầy Pháp đó đợi đúng giờ mà mở cửa âm binh. Và khi mở được cửa âm binh rồi đó, thì bác là người không bị cái vị tướng nó nhập, mà một cái người thầy Pháp đi chung bị nhập. Và khi bị nhập á, thì ổng mới vô, ổng nói chuyện với cái hồn mà cái người con quỷ nữ đó.
Thì khi nói chuyện đó thì bác nhìn thấy cái người thầy pháp còn lại nhìn thấy, và luôn cả người thầy pháp bị nhập cũng nhìn thấy là bà này không như lời mà các ông kia kể. Thì cái người mà thiên binh mà họ nhập vô trong người đó, người mà đứng đầu của những người âm binh đó, nhập vô trong người đó, hỏi á, bà mới nói rằng là trước đây á, là ông này á, tìm mọi cách lấy bà. Và sau khi lấy bà về đó, là những người thầy bói ngày đó trong vùng đã nói rồi là cái ông này là một người không có đạo đức, cho nên không thể nào có vợ có con. Nhưng nếu xoay chuyển được số trời mà lấy được vợ, sinh được con, chỉ cần đứa con nó sống được qua năm nó 16 tuổi là vận mệnh ông này càng ngày càng giàu mà tuổi thọ càng cao. Cho nên ổng làm mọi giá để mà ổng có được bà này. Nhưng mà khi lấy được bà này là chỉ là lấy được cái giai đoạn một để mà ổng có thể giàu có và nâng được cái tuổi thọ thôi. Đó, thì ổng mới cố bằng mọi giá bỏ thuốc để làm cho bà này mang thai với ổng. Thì khi bà này mang thai với ổng rồi đó, thì đứa con nó khó sanh. Các bạn biết làm sao mà cải được mệnh trời, làm sao mà cải được, mà ổng cố gắng ổng tạo nghiệp thì đứa con nó khó sanh. Khi mà giữa cái tình cảm cha con ruột thịt mẹ con trong gia đình nó không có thuận hòa thì đứa con trong bụng nó cũng không yên. Thì cái ngày sinh ra đó là nó quá khó đi đó. Mà ổng không có đưa vô bệnh viện lớn, mà ổng lén đưa vô trạm xá, cái trạm xá nhỏ, tại ở đó ổng mới mua chuộc được. Ông mới mua chuộc được những cái người mà ta đỡ đẻ nhưng mà không có kinh nghiệm. Thì cái người mà đỡ đẻ mới nói rằng là cái ca này khó quá, bà này nó chưa có đủ tháng để sanh, mà bây giờ mà không sanh ra đó thì đứa bé nó sẽ chết, mà người mẹ cũng nguy hiểm. Thì ông mới nói rằng là chỉ lấy đứa bé thôi, còn cái bà đó chết cũng được, không sao, chỉ giữ lại đứa bé thôi, để mà ráng nuôi đứa bé nó qua 16 tuổi, còn bà nó chết cũng được, không cần nữa. Tại lấy được vợ là qua được một ải rồi. Thì lúc này những người kia họ cũng đành đoạn nhẫn tâm mà họ cứu đứa bé. Thì tất nhiên bà kia mất máu, bà chết. Bà mất máu, bà chết. Thì ngay trong đêm đó thôi, những người đỡ đẻ cũng gặp nạn, chứ không phải là không gặp nạn. Thì gia đình của những người đó cũng tới kiện ổng, nhưng mà đây là chuyện tâm linh. Cái chuyện gặp tai nạn hy hữu chết á, ông không có giải quyết. Ông sống ác đến mức độ vậy, ông không có giải quyết. Ông nói chuyện đó không phải chuyện của ổng. Chuyện ra đường gặp tai nạn là chuyện của người ta, không có liên quan, không có ma quỷ nào hết. Thì bà này bà mới vô trong cái nhà đó để mà bà chứng ở trong đó, bà không có cho ông này ở. Mà vì chính vì cái đứa con ruột thịt đó mà bà chưa có đụng tới ổng. Bạn hiểu không? Có nghĩa là không phải dễ dàng cái hồn ma nó không đụng, mà vì đứa con ruột thịt bà không đụng tới. Tại vì nếu bà đụng tới, ổng sẽ hại nó, ổng dùng nó để uy hiếp. Thì đến năm 18 tuổi, các bạn cũng biết rồi, Tân đã từng kể à, cái duyên gia đình, duyên con cái, nó có bốn duyên, đúng không? Thì cái đứa con này là đứa con nó lên đòi nợ. Thì 18 tuổi là nó sẽ qua đời, nhưng mà ít ra là sống được qua 16. Đó là ông này đã được tăng tuổi thọ và làm ăn gọi là hưng thịnh. Thì khi mà qua tuổi 16, 18 tuổi nó mất đó, thì ổng ngay lập tức muốn trừ khử bà này. Tại vì bây giờ ổng không còn gì để uy hiếp bà nữa. Ổng mời biết bao nhiêu thầy pháp rồi mà không chứng được, cho nên phải mời một người thầy giỏi hơn là bác xuống để chứng. Thì lúc này cái sự việc nó bị đảo ngược. Và các bạn biết giữa một cái hồn quỷ đó với lại một cái người thiên binh á, mà điều khiển âm binh trong vùng mà hỏi đó, không bao giờ cái hồn quỷ dám nói xạo. Tại nó quýnh đâu có lại. Một người âm binh thôi là nó quýnh không lại rồi, đừng nói là người đứng đầu trong những âm binh. Thì tất nhiên nó đâu dám nói xạo, nó nói sự thật. Thì lúc này bác mới chịu hồn, có nghĩa là chịu cái hồn của cái người thầy pháp mà đang bị nhập á, để vô trong hồn người thầy pháp đó, để cái người âm binh đó mời người đó về, mời người đó ra và làm lễ để mà coi như là cảm ơn người đó đã hỏi giùm. Thì khi mà cái người mà đứng đầu âm binh họ xuất ra đó, họ về đó, thì bác lập tức bác rải tiền trên đường mà về đình. Khi mà rải tiền về đình xong hết rồi đó, tiền vàng mã thôi, thì bác mới vòng lại chỗ đó.
bác mới hợp lại với hai người thầy Pháp. Bác hợp lại hai người thầy Pháp, bác nói cái chuyện này á là cái người đã mời mình á, là người ác, còn cái người chết trong kia đó là người oan. Nhưng bây giờ mà mình giúp người oan đó, mà mình hại người sống, hóa ra cũng là nghiệp. Mà mình bỏ mình đi á, thì cái người mà quá phụ mà thành quỷ đó chắc chắn sẽ đòi mạng. Ông này ông sẽ chết, và coi như mình đã thấy được ma quỷ, mình đã nói chuyện được. Nhưng mà cái chuyện này là bả là người bị oan mà, cho nên bây giờ cỡ nào cỡ bả cũng sẽ thà chết bả không đi. Bả thà chết bả không đi thì lúc này là bác mới buộc phải nói chuyện, tại vì nó đã cho thấy rồi thì bác có thể nói chuyện đó, thì mới lập đàn nói chuyện một lần nữa. Thì bác mới nói rằng là bây giờ đó tôi sẽ khai thông địa phủ, tại sẵn có ba người thầy Pháp thì mở một cái lệnh khai thông địa phủ đó, dựa trên cái phương án ngũ kỳ, có nghĩa là năm lá cờ đó, để mà tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ, khai cái đường âm ti đó, để cho bà này bà nhìn thấy đứa con 18 tuổi mà bị chết đó. Thì bà nhìn thấy nó đang bị đọa ở dưới địa ngục, nó đang bị đọa tại suốt 18 năm qua nó hận ba nó, mặc dù cũng làm chuyện ác mà nó hận, cho nên nó vẫn bị đọa. Thì bà nhìn bà mới hỏi là tại sao con bà bị như vậy. Thì bác mới nói rằng đó là nghiệp, giữa mọi người đều có một chữ nghiệp. Thì bây giờ bà có một lựa chọn, một là chúng tôi quay mặt bỏ đi để cho bà giải quyết cái hận thù giữa bà với ông đó, hai là bà phải đi xuống địa phủ để ở chung với con mình, để cứu nó và cũng để đầu thai. Chứ bà còn tạo nghiệp trên này, nó ở dưới cũng sẽ chịu chung với bà. Tại giữa bà với nó chắc kiếp trước tại có cái nghiệp gì với ổng mới phải trả như vậy. Thì bà này bà không thành quỷ nữa bạn, cho nên bà tin. Thì bà mới chấp nhận chọn phương án 2. May mắn là chọn cái 2 là đi xuống với con mình. Tình mẫu tử mà, dù chết rồi thành quỷ vẫn thương con. Bà thà chọn bà không ôm hận nữa, giờ ôm hận thì con mình bị đọa ở dưới. Cho nên bà chấp nhận bà xuống. Thì khi mà xuống bác đóng cửa địa phủ lại, bác ra bác nói với cái ông mà mời bác là tôi không lấy tiền. Mặc dù ông dúi vô tay rất là nhiều tiền, bác nói tôi không có lấy, tại tiền này tiền nghiệp. Tại tôi đã giúp cho một cái người hại người, một cái người hại người, chứ không phải giúp cho một cái người tốt như là lời ông nói. Nhưng mà những gì mà hôm nay ông làm đó, ông nhìn lên cái bàn thờ đi, tổ tiên gia nghiệp công nhìn thấy. Tuổi thọ con người là do trời định, chứ không phải có thể xoay chuyển càn khôn mà tăng thọ. Sở dĩ ông làm ăn hưng thịnh là nhờ vào cái duyên phước mà tổ tiên ông để lại, chứ không có phải là do ông có thể làm được đứa con, sinh con đẻ cái, hay là có vợ có con như những người thầy bói tầm bậy nói. Nhưng bản thân tâm ông ác quá. Những người ta xung quanh, sống xung quanh ổng đó là những người quá lương thiện, cho nên bị ông lừa mà ông có được nhiều tiền. Trước sau cũng phải trả. Cho nên là bác và hai cái người sư phụ đó bỏ đi. Bỏ đi không lấy tiền. Có nhiều chuyến đó công cấp mà còn phải tự bỏ tiền vé thuê xe về nữa. Là tại vì ổng không có đưa lính trở về. Là lúc đó là ổng quê, ông đại gia nó quê rồi. Không đưa lính trở về thì ổng vô trong nhà đó. Ông đại gia ổng tân trang lại căn nhà đó. Thì bác về đâu đó là được 3 năm. Được 3 năm sau câu chuyện đó. Thì một ngày nọ là bác vô tình thôi, bác gặp lại cái anh tài xế mà xuống mời bác ngày đó đó. Cái anh mà thay chủ mời bác hỏi, ủa sao hôm nay anh đánh xe nên anh còn nhớ tôi không? Thì anh tài xế nói là, dạ con nhớ thầy chứ. Con là người đi tìm hiểu xuống đây mời thầy mà cách đây 3 năm. Nói vậy thì chủ anh bây giờ mạnh giỏi không? Đó, thì anh tài xế mới nói, dạ ổng giờ ổng ổn rồi thầy ơi. Dạ đúng là chữ nghiệp nó tới. Sau 3 tháng ổng đổ bệnh. Nằm thôi thớp đến giờ cũng gần 3 năm rồi mà chưa có mất. Đó thì thầy mới, bác mới nói với anh tài xế đó. Thì anh cũng thấy đó, cái nghiệp của con người phải trả. Thà bệnh chết luôn thì còn khỏe. Bệnh mà cứ thôi thớp nằm đau đớn về, chịu sao mà nổi. Tại ông gây ra biết bao nhiêu cái oán hờn mà. Ngay cả con ruột, vợ của mình mà ông còn tính toán như vậy. Ông còn nói xạo cả biết bao nhiêu người. Thì làm sao mà thoát được cái nghiệp. Thì sau khi nói chuyện với nhau thì anh tài xế anh im.
Anh không có trả lời tại vì ảnh vẫn còn là tài xế của nhà đó. Ảnh nói thì con nhìn thì con cũng biết vậy, nhưng mà chén cơm manh áo vẫn phải làm. Mong rằng là ổng cũng bớt đau đi, chứ nhìn ổng đau cũng xót dữ lắm. Thì hôm nay con lên đây là ghé vô chỗ này uống trà, ăn bánh. Chứ còn ổng đang nằm ở bệnh viện đó, bác sĩ lại đang chạy thận rồi này kia các cái, xong rồi lại trở về Đồng Nai. Thì khi mà nói đến đây thì bác tắt lưỡi, bác nói là thôi thì nghiệp thì phải trả, mong rằng người đó cũng bớt đau đi. Đó thì bác đi. Thì mấy ngày qua thì các bạn cũng biết rồi, dịch bệnh ở khắp nơi, có những người ta cũng đau đớn, cũng khổ sở. Thì bác cũng đang bị phong tỏa các bạn. Thì bác cũng ngồi ở nhà, thì bác cũng nghĩ ra được câu chuyện này, thì bác gửi đến cho Tân. Tân nhanh chóng gửi đến cho các bạn, để mà mình có được cái câu chuyện về Duyên Thầy Pháp kế tiếp. Đôi khi lòng người mình khó đoán lắm. Đôi khi một cái lời nói của con người không biết khi nào thật, khi nào giả. Đôi khi thành quỷ nhưng mà lại tâm tốt. Đôi khi là người không phải quỷ mà tâm còn hơn con quỷ nữa. Thấy ghê, đúng không? Trong câu chuyện này là rõ ràng là như vậy. Tân tự rút kinh nghiệm luôn, chứ bác cũng không nói. Tân tự rút kinh nghiệm. Thì trong cuộc sống nó không thiếu những câu chuyện như vậy mấy bạn. Có những người bề ngoài rất là tốt, rất là thương người, rất là đường mật, nhưng bên trong là dao găm, rất là nguy hiểm. Thì trong cuộc sống mình cũng nên đề phòng ha các bạn ha. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.